Lại là một mẫu 72 cộng 7 cho anh em mình tham khảo nha. Em trai và bác cọc cho mình 100% tiền khi xe chưa làm xong nha anh em. Tầm này cứ rớt cọc là sẽ có xe theo yêu cầu nha. Những cổ máy chất thì sao phải chờ khách tới lựa hả anh em? Chỉ là làm xong là giao thôi nha. Theo tiêu chí hàng ngon sẽ không rẻ nha. Linh Nguyễn kính thưa tất cả các cấu hình touring nha anh em, từ máy nhỏ đến máy lớn, tất cả các loại xe em đều có sẵn nha anh em. Ý thích và nhu cầu của mỗi người sẽ không ai giống ai, và rất may mắn mình được sự tín nhiệm của anh em. Xe về đến đâu hầu như anh em đều cọc và đặt mình làm theo yêu cầu của anh em mới chịu. Rồi mời anh em cảm nhận tiếng máy nha. Gì đổ xăng và chạy thì mình đã nắm bắt và hiểu được tâm lý của anh em, ai cũng như ai thôi. Máy móc mình sẽ bảo hành cho anh em 1 tháng, theo tiêu chuẩn lỗi kỹ thuật mình sẽ đền full một máy mới nha anh em. Để bảo hành một cái máy độ thì nó không hề giống như xe zin nha anh em, phải cần có kỹ thuật cao và mọi thứ phải được chỉnh chu. Một người thợ làm được sẽ khác với một người thợ chuyên làm được nha anh em, cỡ nào cũng chạy được, và quan trọng là bao lâu nha.